12 tháng 3 năm 2022, Hội Hoa Đức giao số tiền hàng tháng cho 4 em ở cây mắm Ngọc Chánh, Đầm Dơi, Cà Mau. Mỗi em là 500.000 đồng, 4 em là 2 triệu đồng lần thứ 8. Số tiền này là do ân nhân ẩn danh ở Sài Gòn tài trợ hàng tháng cho 4 em để lo việc học. Thì 4 em sau khi nhận tiền xong thì các em gửi lời cảm ơn cho nhà tài trợ. Vâng. Con cảm ơn cô Ân Danh ở Sài Gòn đã cho tiền cho con ăn học. Con cảm ơn cô Ân Danh ở Sài Gòn đã cho tiền cho con ăn học. Và hội xin thay mặt cho 4 em xin chân thành cảm ơn cô Ân Danh ở Sài Gòn rất là nhiều. Kính chúc cô luôn luôn có nhiều sức khỏe để tiếp tục hỗ trợ cho những em học sinh còn gặp nhiều khó khăn ở khắp nơi trên đất nước Việt Nam. Và sau khi các con nhận tiền xong thì đại diện một em ký tên vô đó, ký tên là xác nhận đủ số tiền.